In this week's BizLine, Vietnam ranks among top 20 economies in FDI attraction. And later on, UK VFTA, the boulevard connecting Vietnam-UK business communities. Hello there, you're tuning into BizLine, our weekly economic journal on VTV International. I'm Hoàng Hằng, and as usual, we now take a look at news making headlines in Vietnam's economic scene this week. For the first time, Vietnam entered the top 20 countries globally in terms of foreign direct investment or FDI attraction after recording $16 billion last year, according to the World Investment Report 2021 released by the UN Conference on Trade and Development. The country secured the 19th position in the overall ranking of FDI attraction last year with $16 billion, rising 5 places compared to 2019. Meanwhile, global FDI flows fell by 35% in 2020 to $1 trillion, a drop from $1.5 trillion seen during the previous year. Vietnam is also believed to have plenty of room to compete with other major competitors in terms of FDI inflows, thanks to shifts in global production. According to the Ministry of Planning and Investment, Vietnam plans to outlay more than $125 billion on public investment in the next 5 years. Of the total, $60 billion will be sourced from the central budget and $59.5 billion will come from the local budgets. The state budget capital will focus on the country's key projects and those with a pervasive impact, especially those related to digital transformation, digital economy, and digital society. In addition, it will also invest in projects with regional and local linkages to create breakthroughs in attracting resources for public services, especially to areas such as medicine, healthcare, education and training. In the first half of this year, Vietnam's shrimp export turnover reached $1.5 billion. Vietnam's shrimp industry has set a target of reaching an export turnover of $4 billion in 2021. However, the recent complicated developments of the COVID-19 pandemic are expected to affect this goal. Currently, the price of raw shrimp has decreased and is facing low consumption. However, it has been forecast that in the last few months of the year, Vietnam's shrimp exports are expected to grow well due to increased import demand and advantages brought about by new generation free trade agreements. In the first 6 months of the year, nearly 8,000 farming households and 15,600 agricultural products were listed on e-commerce platforms, up 191% and 268% respectively over the same period last year. The preliminary reports from the Ministry of Information and Communications also showed that the total value of agricultural products traded on the e-commerce platforms had reached $40.9 million, nearly 3 times higher than the same period last year. This is the first time Vietnam has had its agricultural products exported to the European market under the model of cross-border e-commerce through domestic enterprises. Those are some highlights in Vietnam's economic scene. Up next in our crosstalk, we will look into the UK-Vietnam Free Trade Agreement, or UK-VFTA, and what it means for the business communities of Vietnam and the UK in the time ahead. The UK-Vietnam Free Trade Agreement, or UK-VFTA, was signed in London on December the 29th, 2020, with its temporary application starting from January the 1st this year and officially entering into force on May the 1st. This is Vietnam's third new generation free trade deal. The deal is expected to further enhance Vietnam's economic and trade cooperation with the UK, one of Vietnam's largest and most important partners. But what does the UK-VFTA mean for the business communities of Vietnam and the UK? And how can businesses of both sides reap the most benefits from this trade deal? This week's BizLine will tell you just that. But first, let's find out more about this trade deal in the following clip.
Vietnam and the UK inked the bilateral free trade agreement in order to ensure uninterrupted trade between the two countries in the post-Brexit period. The UK-Vietnam Free Trade Agreement, or UK-VFTA, temporarily took effect on January 1, 2021, when the UK officially left the European Union. The UK-VFTA was negotiated based on principles included in the EU-Vietnam Free Trade Agreement, or EVFTA, and were amended in accordance with the bilateral trade framework between Vietnam and the UK. Under the UK-VFTA, the UK will abolish import taxes on 99.2% of tariff lines within 6 years, equivalent to 99.7% of export turnover of Vietnam to the country. In return, Vietnam removed 48.5% of tariff lines as soon as the agreement came into effect. At the end of the tariff elimination roadmap, 98.3% of the tariff lines will be cut, accounting for 99.8% of the import turnover from the UK. We are delighted to have with us Ms. Phung Thị Lan Phương, Head of the Free Trade Agreement Office under the WTO and Integration Center of the Vietnam Chamber of Commerce and Industry, or VCCI, and via video conferencing, Mr. Warwick Klein, CEO and Chairman of KPMG in Vietnam and Cambodia, and also a board member of BRICHARM. Well, welcome to both of our guests. Yes, thank you very much. Now, how have British companies welcomed this agreement? How has the UK-VFTA opened up opportunities for business communities of both countries? Well, the agreement has been really welcomed by UK companies. As you know, the UK recently left the European Union, so there's been a huge effort from the British government to go out and conclude agreements with their most important trading partners, and Vietnam has been one of those, and in fact, one of the first and the earliest agreements that they've signed after leaving the EU. So business has been really, really positive about it, and are looking forward to really getting into the opportunities that the agreement's going to bring. Thưa bà, các doanh nghiệp tại Việt Nam thì đã đón nhận hiệp định UKVFTA ra sao? Điều này đã mở ra được những cái cơ hội như thế nào cho các doanh nghiệp của Việt Nam? Các doanh nghiệp của Việt Nam thì rất là vui mừng và hoan nghênh khi mà hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Vương quốc Anh được ký kết và sớm có hiệu lực. Thì như chúng ta đều biết thì Anh là một trong những cái đối tác thương mại lớn của Việt Nam. Hiện tại thì Anh là đối tác xuất khẩu lớn thứ 9 trên thế giới và thứ 3 ở khu vực châu Âu của Việt Nam. Khi mà Anh rời khỏi Liên minh châu Âu thì có bày tỏ lo lắng rằng là EVFTA sẽ không còn áp dụng đối với Anh nữa, và các cái doanh nghiệp của Việt Nam khi xuất nhập khẩu với thị trường này thì sẽ không được hưởng ưu đãi thuế quan nữa. Nhưng thật vui mừng là chính phủ hai bên đã kịp thời đàm phán và ký kết một hiệp định thương mại tự do thay thế cho EVFTA là UKVFTA, giúp cho thương mại giữa Việt Nam và Vương quốc Anh không bị gián đoạn, và các cái doanh nghiệp của chúng ta thì tiếp tục được hưởng những ưu đãi thuế quan khi xuất nhập khẩu với thị trường này. Now, how can the UKVFTA create opportunities and favorable conditions for British firms which are currently operating in Vietnam? So, British companies operating in Vietnam now tend to fall into a certain limited number of sectors. The financial services sector is one. So, you see big British banks like HSBC or Standard Chartered, insurance companies like Prudential, audit and advisory companies like KPMG. These sort of entities can look to the FTA to help them revisit the investment structures they have in Vietnam, perhaps the way they finance their Vietnam businesses, the way they procure services from the UK to support those businesses are really important. And then you've got a whole lot of businesses in the trading sector or export service sector, or you have companies in the tech sector, which the UK is very famous for as well. So these companies, which probably have a presence in Vietnam, should look how the FTA makes it easier for them to provide the services and the goods from the UK into Vietnam to make their Vietnam businesses more successful. Over time, we expect the UK will also be looking to Vietnam for goods and services such as education, renewable energy, technology, infrastructure, as well as healthcare. We benefit almost kind of indirectly. Because a number of our clients are international companies,
A lot of them are either based in the UK or have operations in the UK. We certainly do notice people asking us about, you know, the investment environment in Vietnam. And in particular, we have a lot of clients who work in the education sector. In 2019, we had, through the business centre of BRITGEM office, where we work with the Department of International Trade, we had about 100 and, I think around 140 inquiries from SMEs about Vietnam, and we had a lot of visits on the back of those inquiries. But this year so far, we've had a significant uptick in those number of inquiries, and we're back to, I think, close to 120 inquiries in the first 6 months. In January, as soon as the UKVFTA took effect, exports from the UK to Vietnam reached $59 million, which is an increase of 35% compared to the same period in 2020. So what do you think could be the impact of this trade deal for trade ties between the two nations? The number that you're talking about there is the export of goods, so British-made goods into Vietnam. And that is an important part of the relationship between the two countries. And what's not reflected in that number are the trade in services and also the sort of relationships that come from cultural and sporting and other sort of relationships between the UK and Vietnam. So the education sector, for example, with Vietnamese students going to the UK to study or British education institutions providing services here in Vietnam. Earlier, the life sciences sector, where Vietnam now, for example, is deploying the AstraZeneca vaccine, which is a British company and a British designed product, but not being exported to Vietnam from the UK. So a lot of the relationships between Vietnam and the UK don't necessarily come into those trade in goods numbers, but they do come into the overall relationship between the countries and to the economic success of Vietnam and indeed the UK. Còn về phía doanh nghiệp Việt Nam thì hiệp định này đã mở ra được những cái cơ hội ra sao để hàng hóa của Việt Nam có thể tiếp cận thị trường Anh? UKVFTA thì được đàm phán trên nền tảng của EVFTA, do đó là đây cũng là một cái hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, có tiêu chuẩn rất là cao với mức độ cam kết, mức độ về tự do hóa rất là mạnh. Chẳng hạn phía Anh cam kết sẽ xóa bỏ lên tới 99,2% số dòng thuế cho các cái sản phẩm hàng hóa của Việt Nam tới năm 2027. Và số còn lại cũng sẽ được hưởng hạn ngạch thuế quan với mức thuế trong hạn ngạch bằng 0%. Thì do đó có thể nói là gần như toàn bộ các cái sản phẩm hàng hóa của Việt Nam khi xuất khẩu sang thị trường này sẽ được hưởng lợi. Còn cái nhóm hàng nào, ngành hàng nào được hưởng lợi nhiều nhất thì theo tôi đánh giá đấy là những cái nhóm sản phẩm mà Anh có nhập khẩu nhiều, Việt Nam có thế mạnh xuất khẩu và đồng thời là Anh đang áp dụng thuế MFN cao đối với các sản phẩm này. Có thể điểm tên như là các cái sản phẩm nông sản, rau củ quả, các sản phẩm thủy sản, dệt may, giày dép, các sản phẩm nhựa. Thì đây đều là những cái sản phẩm mà Anh có nhu cầu nhập khẩu cao. Right after the UKVFTA took effect, tariffs on Vietnamese wine exports to the UK were reduced from 17.4% to 0%, with a maximum quota of 13,000 tons. Taking advantage of this, this company has exported 60 tons of fragrant rice to the UK. The company has also built sustainable material areas to meet the strict quality standards of the market. Hệ thống truy xuất nguồn gốc sản xuất được Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thẩm định. Hệ thống trang thiết bị đảm bảo các tiêu chuẩn chất lượng FSC 22000 được cấp bởi tổ chức UCAS Vương quốc Anh. Thị trường Anh là một trong các thị trường đầy tiềm năng để tập trung phát triển với cộng đồng người Việt cũng như cộng đồng người gốc Á tương đối là đông đảo. Along with rice, the UKVFTA has also benefited many other products that Vietnam has strengthened, such as seafood, wood products, footwear, and garment and textile, as the trade deal's tariff reduction schedule will be finished in a shorter amount of time than the UKVFTA. Dự kiến
doanh thu của giày da và giày may của nước Anh là 62 tỷ bảng cho năm 2021. Thì chúng ta đang ở một phần trăm rất là thấp. Khi chúng ta có hiệp định 99,7% của dòng nước quan trở về không, thì lúc đó chúng ta hoàn toàn cạnh tranh một cách song phẳng với các quốc gia đang hưởng lợi từ thuế quan như là Bangladesh, như Campuchia. Each year, the UK imports about $700 billion worth of goods. Meanwhile, Vietnamese products have accounted for less than 1% of this amount. The UK VFTA is expected to create more opportunities for Vietnamese products to access this market, as the UK agreed to protect 39 of Vietnam's geographical indications and may consider increasing tariff rate quotas for some specific products from Vietnam. Với tất cả các hiệp định thương mại tự do thì thương mại sẽ là lĩnh vực đầu tiên mà ghi nhận những cái tác động, sau đó thì mới mở ra cơ hội cho đầu tư song phương. Theo chúng tôi được biết thì Việt Nam hiện tại là đang có 9 dự án với tổng vốn đăng ký đạt là 11,5 triệu đô la tại Vương quốc Anh. Vậy thì bà nhận định như thế nào về cái con số này so với cái tiềm năng mà các doanh nghiệp Việt Nam có thể đầu tư sang thị trường này? Thực tế thì trong thời gian qua thì đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài vẫn còn tương đối là hạn chế, và các cái thị trường phổ biến mà các cái nhà đầu tư của Việt Nam có đầu tư đấy là khu vực Đông Nam Á như là Lào, Campuchia, Myanmar, hay xa hơn thì cũng chỉ có một số thị trường như là Nga hay là một số nước châu Âu hoặc là một số ở nước ở khu vực Mỹ Latin. Còn đối với thị trường châu Âu nói chung và Anh nói riêng thì đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam vẫn còn rất là hạn chế. Dĩ nhiên thì đây vẫn là một thị trường tiềm năng mà các doanh nghiệp Việt Nam có thể là quan tâm. Với UKVFTA thì tôi lại kỳ vọng hơn ở cái thu hút đầu tư của Anh vào Việt Nam. Hiện tại thì Anh là đối tác đầu tư lớn thứ 15 trên thế giới và đứng thứ 3 ở khu vực châu Âu vào Việt Nam. Với UKVFTA thì Việt Nam có mở cửa thêm nhiều ngành và lĩnh vực cho các cái nhà đầu tư của Anh so với lại các cái nhà đầu tư khác theo cam kết WTO của Việt Nam, đồng thời với những cái cam kết về bảo hộ đầu tư rất là mạnh mẽ, những cái cam kết về môi trường, lao động, về sở hữu trí tuệ thì các cái giá trị đầu tư của nhà đầu tư Anh khi đầu tư vào Việt Nam sẽ được đảm bảo. Some have shared that after the UK VFTA took effect, there has been an increase in demand of legal consultations of British enterprises looking for investment opportunities in Vietnam. Now, is this a good sign for more capital from the UK to be put into Vietnam in the future? Yes, I think absolutely. You'll see British companies increasingly look to invest in other countries abroad, and they will look to those countries where the UK government and the counterparties, in this case the Vietnam government, have demonstrated a willingness to create a positive investment environment. So we would expect to see, and we are seeing, more British companies explore the opportunities in Vietnam, how they can invest here, how they can make a success in Vietnam. As the UK has now exited the EU, British companies are very eager to find their own voice. We're seeing much more visibility from British companies that are coming into the market, either through the UK trade agencies or through organisations like KPMG. We would probably say we're seeing 5-6 times more queries directly from UK companies after the FTA versus before the FTA. And it's a pretty exciting time to be thinking about the opportunities in this part of the world, but also the relationship between the UK and Vietnam. Which sectors in Vietnam do you think will be the most attractive to British enterprises? So the UK has a historical strength in financial services, and I think that will continue. So banking, insurance, capital markets related, fund management, and so on. And coming off the back of that is the fintech sector. A second area is life sciences. The UK is one of the world's leading research countries for pharmaceuticals. You'd expect to see the life sciences industry be very, very interested in Vietnam as well. And then everything related to infrastructure is also very important for the UK. You know, almost across the board, but are the areas that would be most interesting. The UK Energy Group Enterprise Energy signed a contract in May to install the first floating LiDAR survey technology for its Thang Long wind power project in Vietnam.
The project, which is 20 to 50 kilometers off the coast of Bình Thuận province, has a total investment capital of $11.9 billion and an expected capacity of 3.4 gigawatt. Vietnam has a very extensive coastline and a very effective area in terms of offshore wind development. So the wind resource we're seeing, particularly in Thang Long, is world class. It's one of the best we've seen in the world. The renewable energy sector in Vietnam continues to rapidly expand with great resources. As the UK VFDA promote clean growth and sustainable development, great opportunities are presented for UK company to invest into the sector in Vietnam. What we want to do is to turn the climate change transition to being something which is about the economic cost of going green, to being about the economic advantage of creating the sustainable jobs of the future for the next generation of Vietnamese. According to the Ministry of Planning and Investment, as of June 2021, the UK has invested in 424 projects with a total registered capital of $3.9 billion, ranking the 15th among 140 countries and territories investing in Vietnam. Along with renewable energy, the UK VFDA is expected to open up opportunities for UK investors to invest into other potential sectors such as education and aviation in Vietnam. Hiệp định UK-VFTA thì là hiệp định thương mại tự do mà được đàm phán trong cái thời gian ngắn kỷ lục, tức là chưa đầy một năm, đi vào thực thi cũng thần tốc là chưa đầy một tháng sau khi ký kết biên bản kết thúc đàm phán. Vậy thì điều này nó có tạo ra được những cái thách thức như thế nào cho doanh nghiệp trong việc nắm bắt thông tin cũng như là những cái ưu đãi của cái hiệp định này thưa bà? UK-VFTA có nội dung gần như là giống hệt EVFTA do hiệp định này được đàm phán trên nền tảng của EVFTA, chỉ với một số điều chỉnh thì cho phù hợp hơn giữa thương mại song phương giữa Việt Nam và EU. Do đó là với các cái doanh nghiệp mà đã làm quen với EVFTA rồi thì sang UK-VFTA sẽ không còn lạ lẫm nữa. Tuy nhiên thì bản thân để hiểu được hiệp định EVFTA thì đó cũng là một thách thức của các cái doanh nghiệp Việt Nam. Và theo quan sát ở Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, chúng tôi thấy thì là có rất là nhiều các doanh nghiệp gọi điện đến hỏi về nội dung của UKVFTA, trong đó có cái nội dung rất là cơ bản và đơn giản như là thuế quan hay là lộ trình cắt giảm thuế. Thì điều này cho thấy là cái mức độ hiểu biết của doanh nghiệp vẫn còn hạn chế. The UKVFTA has been the agreement that was negotiated in the shortest amount of time, less than a year. Its implementation also started very soon, just after less than a month since the negotiation was completed and the agreement was signed. Now, has this caused any difficulties for businesses to update information and also a commitment of this agreement? That has created some challenges for companies, mostly about knowledge and education. How do they learn about the agreement and how do they exploit the terms of the agreement to their advantage? And of course, it's been difficult, particularly in the last 12 months with COVID travel restrictions and so on, for companies to establish new relationships. The governments of Vietnam and of the UK, they started negotiating the FTA well before COVID struck. The deal was done, the FTA was signed, the agreement came into effect. When companies are not perfectly positioned to get in there and take advantage of it. So that's been a difficulty. So this just takes time for everybody to be educated and to learn and to really exploit the advantages that come from the FTA. Ngoài những cái thông tin mà các doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn để nắm bắt thì bà có ghi nhận được là các doanh nghiệp nó còn gặp phải những cái thách thức như thế nào trong việc đáp ứng những cái cam kết của hiệp định này để có thể hưởng lợi được từ cái hiệp định UKVFTA này không? Vâng, đối với các cái doanh nghiệp Việt Nam thì một trong những cái lợi thế lớn nhất mà chúng ta được hưởng từ UKVFTA đấy chính là những cái cam kết về thuế quan, đấy là mở cửa thị trường để tăng cường tiếp cận hàng hóa cho Việt Nam sang thị trường của Anh và ngược lại là nhập khẩu hàng hóa từ Anh. Tuy nhiên, một trong những cái thách thức lớn nhất đối với các cái doanh nghiệp trong việc mà để được hưởng các ưu đãi thuế quan đấy chính là đáp ứng được quy tắc xuất xứ của hiệp định. Yêu cầu phải hàng hóa phải đạt được một hàm lượng
nội địa, tức là sản xuất từ nguyên liệu có xuất xứ từ Việt Nam hoặc là anh nhập khẩu từ phía Anh cũng được. Dĩ nhiên là tùy từng sản phẩm sẽ có cái yêu cầu về quy tắc xuất xứ khác nhau. Tuy nhiên thì có một số sản phẩm sẽ yêu cầu là nguyên liệu có xuất xứ từ Việt Nam hoặc là nhập khẩu từ Anh là phải ít nhất là 40% hoặc là 50%, 60% tùy sản phẩm. Thì đây cũng là một trong những cái thách thức của các cái doanh nghiệp Việt Nam khi mà nguồn nguyên liệu của chúng ta hiện tại vẫn phụ thuộc nhiều vào khu vực ASEAN, vào Trung Quốc và một số nước khác. It is really important that Vietnamese companies invest in improving themselves to be able to do business at the sort of standards that enable them to provide goods and services in the UK market. That whole process of upskilling people, improving manufacturing standards, improving things like labor law compliance, tax compliance, those sorts of things are really important if you're going to do business with an advanced economy like the United Kingdom. It's a very competitive market too. So Vietnamese companies have got to be prepared to be offering something that the market that wants, and that Vietnam has an advantage, and that we meet the right standards to qualify for the advantages. So, you know, a lot of homework, I think, to enter into these sort of markets and to do well there in the same way that British companies entering Vietnam have to do a lot of homework as well. Vậy thì các doanh nghiệp hai bên thì cần phải làm gì để có thể tận dụng tối đa những cơ hội mà Hiệp định UKVFTA có thể đem lại? Có lẽ điều đầu tiên là chúng ta phải hiểu về nó trước, xem là hiệp định có những cái quy định gì, có những cái cơ hội gì đối với cái doanh nghiệp để xuất khẩu sang được hưởng ưu đãi thuế quan, rồi sau đó là sang phía bên Anh phải đáp ứng được những cái yêu cầu nhập khẩu nào. Thì đấy là đối với doanh nghiệp xuất khẩu là họ phải tìm hiểu đầy đủ những cái nội dung như vậy. Ngoài ra thì các doanh nghiệp cũng cần lưu ý là UKVFTA chủ yếu giải quyết cho các doanh nghiệp về vấn đề thuế quan thôi. Thế lại còn lại các cái yêu cầu về nhập khẩu, các cái quy định về nhập khẩu từ phía Anh, ví dụ như là các yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm, các yêu cầu về các biện pháp kỹ thuật ghi nhãn hàng hóa, bao bì phải như thế nào, thì các cái doanh nghiệp cũng cần phải tìm hiểu. Và những cái quy định đấy có thể thay đổi thường xuyên, khiến cho doanh nghiệp là phải cập nhật thường xuyên. Các doanh nghiệp cũng phải làm việc rất là kỹ với các cái nhà nhập khẩu để tìm hiểu xem họ yêu cầu những cái gì để mình đáp ứng cho đúng. Đó là chúng ta phải có bước chuẩn bị rất là kỹ càng, tìm hiểu kỹ hiệp định và tìm hiểu kỹ những cái quy định ngoài hiệp định, những cái yêu cầu nhập khẩu của phía đối tác Anh để mà chúng ta đáp ứng cho đầy đủ. Now, what should companies of both sides do to make the most of the opportunities that the UKVFTA offer? The first thing is really to make sure Vietnam is on the radar. A lot of UK companies, particularly those that are just below the biggest companies in the UK, don't necessarily think about Vietnam or Southeast Asia as an opportunity. But understanding that there's a big opportunity in Vietnam is, I think, the first thing. Because if they understand that, then they can put company resources into the opportunity, make sure they learn about the market and exploit it. So that's number one. Number two is understanding what the FTA itself says and what advantages it gives UK companies. And the third thing, which is the advice of anybody entering Vietnam to do businesses, understand Vietnam, get to know the place, realize, you know, learn who your partners are, who are the buyers, who are the consumers, how do Vietnamese companies or consumers make buying decisions. These things are really important as well, very important homework. So I think those three things are kind of necessary precursors to British companies coming into Vietnam to do successful business. Well, once again, thank you to both of our guests to join our BizLine this time. Vietnam and the UK are set to benefit greatly from the UKVFTA. Vietnamese companies are expected to gain more opportunities in attracting investment capital, technology transfer, and tourists from the UK once COVID-19 is contained. In return, the UK enterprises and products will have open access to a market of 100 million people. Furthermore, Vietnam is set to save $151 million in tariffs from the deal, while the UK stands to save around $36 million. The UKVFTA will strengthen the Vietnam-UK relationship in terms of trade liberalization, legal regulation, and alignment in global standards. And that's it for this edition of BizLine. For more news and updates, please log on to our official website or visit our YouTube channel or simply download our app BTV Go for a lot more. Goodbye for now and thanks for tuning in.